Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình đang quay trở lại chỗ Nga và Hùng đang nướng gà tím các bạn ơi. Thì trong clip ngày hôm qua mình có nói, hôm nay mình quay trở lại đây để trao cái phần quà cuối cùng mà các cô chú anh chị gửi về hỗ trợ cho vợ chồng Nga và Hùng. Thì sau cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ không có nhận hỗ trợ nữa, mà nếu như có cô chú nào, anh chị nào muốn hỗ trợ thì sẽ gọi điện trực tiếp cho Nga, cho Hùng và cho Duyên. Thì bây giờ mình sẽ đi vào nhé bạn. Hiện tại mọi người đang nướng 100 cái phần cà để chiều nay phát miễn phí, thì đây mới là đợt 1 thôi. Tại vì tiền thì sẽ trao hết trong đợt này luôn, nhưng mà sẽ chia thành 2 đợt phát miễn phí nhé bạn. Thì cái phần cà tím mà phát miễn phí sẽ nướng ở nhà. Đây, mọi người đang phụ đây. Đây vợ chồng Nga Hùng này. Này nướng được nhiều chưa Hùng? Nướng cũng được tầm có 20 bịch rồi. 20 bịch chưa? Hơn 20 bịch hả chị? Đấy. Nướng ở nhà đây được cái là tại vì cái phần cà chuẩn bị rất là nhiều. Thì có cô chú anh chị ở trong nhà Hùng nữa ra phụ nên là cũng nhanh thôi chứ không lâu. Đấy. Bây giờ thì bạn Diễm sẽ lại trao cái phần quà của anh chị Mạnh Thường Quân tới vợ chồng Nga Hùng nha các bạn. Bạn Diễm ơi, bạn Diễm chuẩn bị phần quà tới đâu rồi? Xong hết rồi, mình ghi giấy sẵn ở nhà rồi. Đây. Mọi người cả nhà đang tập trung để nướng cà chiều nay phát. Thì hôm qua mình cũng có đăng trên tab cộng đồng, hy vọng rằng chiều nay sẽ có nhiều người tới để mà trao cái phần quà theo đúng ý nguyện của các cô chú Mạnh Thường Quân. Ngoài nướng trao miễn phí thì Nga và Hùng vẫn nướng bán bình thường nhé các bạn. Thì cái phần miễn phí này mình chuẩn bị trước ở nhà đi, để chiều mình vẫn lên mình nướng mình bán được các bạn ạ. Nga với Hùng thì đang... Hôm nay có ai lên phụ phát không hay là hai vợ chồng phát luôn Hùng? có gì hút em à. À hôm nay chị chị Thánh Sún à? Hôm nay chị Thánh Sún là lên quận 1 phụ chắc là rất là vui các bạn ạ. Tại vì trong những ngày qua thì chị Thánh Sún đang rất là nổi, mọi người rất là thích cái tính hài hước của chị Thánh Sún các bạn ơi. Tí nữa mình sẽ trò chuyện với chị thêm. Bây giờ mình bạn Diễm sẽ trao tiền ha. Ngồi đây thì có khi nào nóng. Đây đây. Đây bạn Diễm ngồi đây đi. Rất là nóng nha các bạn. Mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Đằng sau có Duyên đó các bạn ạ. Hôm nay thì hôm bữa cũng có các cô chú gửi tiền về, thì cái phần quà mà trao cho Duyên thì mình đã trao xong rồi cách đây mấy hôm rồi, còn cái phần tiền này thì mình đang tổng hợp lần cuối cùng để trao cho Hùng và Nga. Thì trong đó sẽ có đang nóng có sợ tiền nó bị ảnh hưởng. Tiền polymer mà đây than nóng các bạn ạ. Đây là đợt cuối cùng nha các bạn. Hiện tại thì ở đây là có chị Diệp là gửi về cho mình số tiền Việt là 2 triệu 2 triệu tư, rồi chú Minh là gửi 100 đô, chị Dung là 100 đô, anh Sơn gửi 50 đô, thì trong đó anh Sơn đã gửi cho bà 50, còn Nga 50 nè, còn chị Trang bà là bà cụ bà bán chuối xào đó các bạn, là mình đã trao rồi đó. Chị Trang 100 này, chị Hà thì gửi 100 đô để mua cà là rơi vào 2,3 triệu. Thì chú Từ Lê thì gửi là 1,645,000 tiền Việt cho Nga. Trong đó thì chú sẽ gửi thêm 820,000 để mua cà. Thì tổng cộng cái số tiền của chú Từ Lê là 2,467,000. Thì Diễm ghi tổng ở đây, tại vì trong đây thì có khoảng những cái khoản tiền đô mà mình chưa kịp đi đổi giùm cho Nga. Thì Nga nó nay nó cũng biết chỗ đổi rồi, cho nên là mình nghĩ là mình cứ trao rồi khi nào em ấy rảnh thì em ấy sẽ tự đi đổi. Số tiền đô tổng cộng trong này là 450 đô, và tiền Việt là 4,870,000. Trong đó thì có 100 đô để mua cà và 820 để mua cà, thì nó sẽ rơi vào khoảng 2,3 triệu. 2,3 triệu với 820 là 3 triệu mấy đó các bạn? Khoảng 3,2 triệu để mà phát cà miễn phí. Thì hôm nay mình có nói với Hùng là em phát phân nửa trước, phát 100 bịch trước đi. Rồi sau đó thì hai bạn cứ cân nhắc là còn lại bao nhiêu, thì khoảng một tuần nữa các bạn làm tiếp một đợt 2. Thì bây giờ là chị xin trao lại cái số tiền cho Nga với lại Hùng. Thì Nga với Hùng kiểm tra tiền lại giùm chị luôn. Đây. Nha Nga ơi. Dạ. Em kiểm tra tiền lại giùm chị luôn nha. Để nóng quá đô nó cháy em ạ. Đây. Để Nga đếm coi 450 đô đúng không bạn Diễm? Và bao nhiêu tiền Việt đấy? Nghe nói là hôm qua hai vợ chồng mất ngủ các bạn ạ. Hôm nay nhìn Nga rất là gọi là thiếu ngủ đấy. Dạ. Đủ chưa, đủ chưa? Thì có lời nào muốn chia sẻ đến cô chú khi mà gửi quà cho em không? Dạ, em cũng cảm ơn cô chú trong thời gian qua đã coi mấy anh chị YouTube quay, xong rồi biết anh em ủng hộ em để có tiền trang trải. Cảm ơn. Cái điều mà mọi người đang xem clip này có thể nhìn thấy ngay đó là nhìn thấy Nga rất là mệt mỏi. Thì Nga có thể chia sẻ là hiện tại sức khỏe mình như thế nào không? Dạ. Có ổn không? Bình thường đúng không?
cố gắng giữ gìn sức khỏe. Đây còn Hùng nè. Mình nói đầu cuối, thật ra thì trong cách đây khoảng 2 hôm thì Diễm vẫn nhận được một cái mail để muốn gửi tiền ủng hộ Nga và Duyên, gửi cho Nga 100, gửi cho Duyên 100, nhưng mà mình vẫn chưa trả lời, và mình chắc là trong chiều ngày hôm nay mình sẽ trả lời là mình sẽ xin phép là mình ngưng nhận hỗ trợ cho hai bạn. Tại vì cái câu nói của mình tiếp nhận với hai bạn, mình nghĩ cái duyên nó đã như thế, và bây giờ tụi mình sẽ luôn phía sau để hỗ trợ các bạn việc buôn bán thôi. Còn nhưng mà mình sẽ để số điện thoại, mình sẽ hỏi số điện thoại của Duyên và Nga, để nếu mà các cô chú anh chị vẫn thương hai bạn, muốn giúp đỡ hai bạn thì cứ liên hệ trực tiếp với hai bạn và đúng, làm việc trực tiếp với hai bạn, chứ không phải là tụi mình ngăn hay là như thế nào, mà ý là tụi mình sẽ không đứng ra nhận thay nữa. Tại vì mỗi lần mình nhận là mình phải đi quay clip, mà mình quay rất là nhiều cho các bạn. Sợ các bạn này cũng nó cũng không hay, cho nên là mình sẽ để số điện thoại trực tiếp của hai bạn, thì nếu mà cô chú anh chị thương muốn giúp đỡ gửi quà hay là họ động viên hỏi thăm gì đó thì sẽ gọi cho hai bạn thì đúng, nó sẽ dễ hơn. Bây giờ Hùng, nếu mà mọi người gọi cho em thì gọi số nào nhỉ? Hôm vừa rồi Nga đọc là sai số đó, mà anh sửa lại rồi nhưng nhiều người vẫn gọi không được. Thì bây giờ mình đọc lại cái số lần nữa, để cho cô chú anh chị nào mà yêu quý Nga và Hùng thì có thể gọi trực tiếp qua số đó để mà gửi quà hay là hỏi thăm gì đấy. Đây để Hùng không nhớ đúng không? Số của em là 0925327821. Rồi đọc lại lần nữa cho chắc đi. Dạ. 0925327821. Rồi cảm ơn Nga nha. Thì nếu như cô chú anh chị nào mà cần gì á, thì cứ gọi trực tiếp cho Nga và Hùng luôn. Còn bên cạnh đây cũng có Duyên nữa thì mình sẽ hỏi lại cái số Duyên. Tại vì là mình nói rất rõ trong clip này rồi, là sau cái đợt này thì mình sẽ không có nhận tiền để đi trao cho Nga và Hùng cũng như Duyên nữa. Mà nếu như cô chú nào còn lòng tốt muốn ủng hộ á, thì gọi điện trực tiếp cho hai em thì nó dễ hơn. Tại vì mình thấy trong những ngày vừa qua là thỉnh thoảng vẫn có người đây đến trao được cho Nga, cho Duyên, nên là mình nghĩ trao trực tiếp như vậy sẽ hay hơn. Mình cũng quay rất là nhiều rồi. Chào Duyên. Duyên đọc cái số cho cô chú nào muốn liên hệ trực tiếp với em thì liên hệ cho dễ đi. Dạ, số em 0819205040. Đấy, cái số của Duyên rất là dễ nhớ nha các bạn. 0819205040. Từ hôm nay thì các anh chị cứ gọi trực tiếp qua. Thực tế là trong thời gian vừa qua thì nhiều người đã gọi điện trực tiếp rồi, nhưng mà tại vì cái clip này mình muốn nhắc lại một lần nữa, để cô chú anh chị cứ gọi điện trực tiếp qua gia đình Duyên Nga thì sẽ dễ hơn. Tại vì mình từ nay mình sẽ không có nhận tiền để trao nữa, tại vì mình quay cũng khá nhiều. Đấy, bây giờ mình sẽ coi là mọi người làm cà tím một lúc, rồi sau đó mình sẽ kết thúc clip nha các bạn. Đây để lại nói chuyện với chị Thanh Xuân này. Chị Thanh Xuân rất là vui nha. Nhưng mà ý là mình giới thiệu cà bữa giờ rồi, thì hôm nay mình muốn giới thiệu thêm sầu riêng, là hai bạn này trong đợt này bán chắc cũng tầm khoảng nửa tháng, một tháng là cũng hết hay Duyên hả? Dạ. Thì nếu mà ai yêu thích sầu riêng á, thì có thể ủng hộ cho các bạn. Sầu riêng đang để rất là nhiều đằng sau kìa. Gọi điện thoại đặt hàng rồi các bạn này chuyển đi cũng được, hoặc là tới chỗ bán thì các bạn cứ gọi trước, tại vì không có thể đem nhiều cùng một lúc được. Cho nên là nếu ai mua sầu riêng thì gọi trước cho Nga hay là Duyên gì đó để mà có sự chuẩn bị. À, mình qua mình trò chuyện với chị Thanh Xuân nè. Đấy, cười đấy. Chị Thanh Xuân sáng giờ phụ Nga việc gì đấy chị Thanh Xuân? Dạ. Sáng giờ chị phụ Nga làm gì đấy? Dạ, giờ em phụ Nga vô hàm. Duyên phụ lột cà phụ. Chiều nay là chị lên phát dùm luôn. Dạ, chiều nay lên em lên phát dùm xong rồi em đi về. Trong những ngày vừa qua thì chị Thanh Xuân phụ Nga nước buổi chiều, còn buổi sáng là có đi bán cho mình không? Phụ Duyên. À, phụ Duyên, đúng rồi. Dũng hay nhầm Nga với Duyên lắm. Mọi người ơi, đừng kêu mình tên là Duyên nha, kêu Thánh Súng là được rồi. Thích tên lộn á, Duyên với Duyên lộn với nhau. Với lại nếu như mà ai mà muốn mua cà buổi sáng của em á, thì tới đường 21 chợ Tân Lập cổng sau em... Đường 21 chợ Tân Lập cổng sau chợ Tân Lập. Dạ đúng rồi, 5:30 là em ra em nướng là có cà bán luôn rồi. Em nghe nói là chị Thánh Xuân là buổi sáng đi bán ở đó cũng khá là vất vả. Dạ đúng rồi. Nhưng mà chị có thể chia sẻ cho mọi người hiểu hơn được không? Trước đây mình bán một ngày được khoảng bao nhiêu bịch, bao nhiêu ký? Trước em bán có 40-50 à. Nhiều khi em đem 2 bịch nướng cũng không hết nữa, ới 1 bịch đem về. Nhiều khi ới nửa bịch đem về. Còn từ hồi mà nhờ mấy anh Bluetooth này quay em á, là em bán được ới nhiều lắm là 100 ký, còn đắt nữa là 150, 140. Cũng tùy theo lắm anh. Có bữa 7 nhật thì em nướng nhiều, 7 nhật em bán đắt lắm. Rồi xong sáng nướng bán của mình, chiều lại qua phụ Duyên. Dạ. Đấy. Nhiều khi hả, bữa em ngồi hả, chị Diễm hỏi em bữa mà em về đó, đau lưng muốn chết luôn.
Sợ ngồi nhiều hay sao? Em ngồi nhiều quá, em đau lưng. Chị có bị bệnh gì không mà đau lưng? Thì bữa em nói rồi đó. Khiêng nặng à, khiêng nặng. Em bị té xuống. Bữa té cái cột. Em té xuống, cái lưng em nó ụp ở dưới á. À, nghe nói là chị Thanh Xuân giao bán cà rất là hay các bạn ạ. Nhiều người cũng nói chị Thanh Xuân rất là hài hước. Thì chắc là bây giờ chị Thanh Xuân thì chia sẻ lại xem là chị Thanh Xuân giao như thế nào để mọi người biết được không. Để lần sau mà có nghe tiếng là biết là chị Thanh Xuân rồi. Để tới ủng hộ. Đây đây để chị chuẩn bị nha các bạn. Lấy hơi chị ạ. Lấy hơi Bây giờ là kêu em giao cà nướng đó hả? Đúng rồi. Em kết chị rồi đó. Kết dụng rau rồi đó. Cà nướng ăn chay ăn mặn ăn nhậu luôn mấy chị ơi. Ở đây nhiều khi á mấy anh quay em nè, trời ơi đưa em nhìn em dám nhìn luôn á. Sao hả chị? Xấu quá trời luôn á. Sao xấu? Dễ thương mà. Mọi người còn bảo chị đi thi thách thức danh hài đó. Vô trống thi xong kêu quẹo phải đi về luôn. Để hôm nào mình sắp xếp đưa chị Thanh Xuân đi đăng ký thi thách thức danh hài, biết đâu đoạt giải 100 triệu sao. Em nói trời ơi không dễ đâu anh, không phải muốn chiến hành cười là dễ đâu. Thế hả? Chị mua chuột bằng mấy bịch cà tím liền. Chị mang cà tím lên chị thi, chị nướng xong chị trời giao ơi, thôi. Người ta đem mắm ở dưới quê lên, người ta đưa cho còn không cười nữa kìa. Kêu quẹo phải. Đấy quá. Nói chứ nhiều khi hả? Em thấy nướng cà bưng vô chợ vui, nhiều khi nó nói chắc con nãy bị khùng. Em ơi cũng ngồi cười. Ai nói vậy đâu, mọi người khen dễ thương người mà. Người chợ nói nha. Nghe nói, em nãy em nghe chị nói là có hôm bán ế là phải đi bê khắp chợ đi giao nữa hả chị? Bữa ế rồi cái em bưng vô cũng vô chợ cái anh Trúc Ngân nói trời ơi mà cũng cười te tét, giờ em lẽ khóc hay gì. Không mà bữa đó em bưng rất là nặng luôn, giờ cái bụng em cũng bưng đau, nó cứng vô cái bụng em á, cái mâm này nè. À cái mâm này đây ha. Đây nè. Cái mâm này nè. Mâm này nè. Nó cứng vô bụng em rất là đau. Mà mấy ngày rồi mà vẫn còn đau. Nó nặng quá. Nặng quá, với lại hai bắp tay em nó giờ cũng còn nhức, nó cũng còn hơi nhức. Tức là chị ban đầu là ngồi bán một chỗ, xong gần tới giờ mà bán chưa hết thì sẽ bê cái mâm đi khắp chợ. Tới 8 giờ mấy 9 giờ là hết người rồi, em mới bưng vô chợ. Em bưng buổi sáng thì bán nó đỡ. Còn mà chưa cỡ 10 giờ em bưng vô là ế lắm. Em đi lừa tới luôn, nhiều khi không ai mua em cho người ta luôn. Cho luôn, cho lỗ thì sao? Em cho người ta lấy mà người ta không có mua. Cho thì lấy nhưng mà bán thì không mua. Đúng rồi. Nhưng mà nếu như vậy thì cuộc sống của chị bây giờ nó có ổn không? Tại vì em nghe nói là đang nuôi con, đang phải cho bú sữa rồi tã này kia nữa. Nói chung là không có dư giả. Nhiều khi có thì trong nhà có sữa thì mình thấy mình vui. Có sữa có tã là thấy vui. Có nhiều khi không có tiền, còn nhiều khi không có thì qua xin mẹ. Xin mẹ, mẹ đẻ hả? Dạ xin mẹ em. Còn buổi chiều em đi phụ Duyên là nhiều khi riêng cho em 100, cho 150. Có khi 200 hả? Có khi nào 200 không? Duyên đang bỏ 200 kìa. Có, cái lúc đầu 200. Bây giờ bớt rồi. Là ngồi nướng luôn á nha. Còn ngày hôm qua là không có ngàn nào hết trơn nha mọi người. Chị Thanh Xuân nói chuyện rất là dễ thương hay giỡn đó các bạn. Nhiều bạn không hiểu lại bảo là chị Thanh Xuân gì xéo sắt hay là bắt nạt Duyên. Chị có bắt nạt Duyên không? Em không bao giờ bắt nạt. Tại sao mọi người lại nói không là... Không bao giờ bắt nạt ngay với con Duyên. Tại sao mọi người lại nói vậy? Tại vì người ta ghét em. Sao người ta lại ghét? Em không hiểu tại sao luôn á, hay là tại sao em xấu quá người ta ghét em hay sao á. Nãy giờ là cứ tự nhận mình xấu hoài nha. Ồ thôi. Giống như cái chú hồi nãy điện với em. Chiều nay anh Súng có bán không? Để chú biết chú ra chú mua. Con nói chắc con bệnh chắc chiều nay con không ra. Thôi không ra thôi chú cũng hỏi ra luôn. Nó thôi vậy chiều đó mà người yêu quý vậy chứ còn mà ra, còn gì nữa. Chị đi phát cà giùm mà ráng gì. Thì em qua bển em phát xong em về em ghé em phụ Duyên. Chiều nay với Hùng nó có bán đâu lên phát cùng đi chị. Thế là chiều nay, ủa chiều nay Nga với Hùng có bán, có nướng bán không? Nói là phát rồi thì chắc là không có người mua nên cho nên là khỏi nướng là anh nghĩ là vẫn cứ nướng một xíu để nếu như người nào tới mà hết cà rồi á. Mình phát thì xíu là hết à? Không, em nghĩ vậy nè, là lên đó là để khi cái bản phát từ thiện mình để ngoài đằng trước á. Mình đem hai bịch cà, ai đi xe ngang thì mình phát nó hay hơn. Ừ, đúng rồi. Tức là cái phát á thì mình sẽ để ra đằng trước, là ai đi qua là mình phát luôn. Còn bên trong này thì Nga vẫn cứ nướng bình thường. Phát xong rồi bán. Phát hết rồi, không người mua nữa. Đúng rồi, vậy nó đúng rồi đó. Thì ở trong thường Nga đâu có bán được cỡ 100 bịch đâu. Cái này cũng khó ha. Tại vì mình muốn Nga bán thêm để có thêm thu nhập các bạn. Tại vừa phát vừa bán nữa. Mình cũng muốn chia sẻ thêm một xíu là tại vì sẽ có cô chú hỏi là tại sao không chạy đi
phát cho những cái hoàn cảnh khó khăn, chạy đi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà thật ra thì mình nghĩ là trên đường mà Nga với lại Hùng mà phải làm sẵn thế này này di chuyển đi thì hai em thấy có ai khó thì dừng xe lại rồi cho, rồi còn bao nhiêu thì đem chợ thì phát thêm cho khách. Đấy, ý như vậy nó cũng hay. Em phát vậy bữa đó em nói thiệt chị luôn là cái cô tên gì em quên rồi cho em 1 triệu. Là em nghĩ bữa đó là cà em á, thôi giờ em còn ít thôi, em thích từ thiện. Rồi để em từ thiện cho những cái người mà già với lại bán vé số này kia á. Thế là cho luôn. À, cho người bệt. Thế là hôm đó cho hết không bán. Bữa đó em cho nhiêu của 6 7 bệt à, còn à. Mà mấy người nhà mấy người mà đi tay ga rồi này kia đó thì bán. Là em bán. Để bữa đó em về sớm đó. À, hình như chị đánh xuống trước là bán ở chợ Lò Lu, sau đó lại nhường lại cho Nga. Dạ. Sao mình lại nhường lại cho Nga mà mình đang bán ổn vậy mình lại quyết định mình nhường? Tại vì em thấy ở nhà hai chồng không có tiền nên thôi kệ nhường cho bán. Chị đánh xuống bây giờ là mấy con rồi? Em 2 đứa. À, Nga 2 con, Duyên 2 con, chị đánh xuống 2 con, mỗi người đều 2 người 2 con hết. Với lại nhiều khi người ta hỏi em sao không kêu mà mấy anh chị lên quay em. Không thấy ai quay em hết trơn mà thấy hai người kia quay quá trời luôn. Nó tại vì người ta đẹp. Còn ở đây xấu người ta không có quay. Dễ thương là được, có duyên là được, đâu quan trọng là đẹp hay xấu đâu. Đâu phải là phải là đẹp mới được mọi người yêu quý đâu. Có nhiều khi em nướng cà xuống đúng không? Cái người ta lại có nhầm người thương em, không nhiều khi bữa đó chị đó chỉ mua em bịch trà bo cho em 30. À. À cái xong cái bữa đứng giữa đường chửi em quá trời luôn. Sao? Bo 30 rồi sao quay lại chửi? Em nướng cà xuống bữa ngay ngày chủ nhật. À. Cà mới về nó cứng á. Tức là cái cà mà mới lấy về là nướng nó hay bị sượng. Đúng là rồi. Phải để nó héo héo một chút nướng mới được. Cái qua ngày 2 cái em đi nướng cái ổng đứng giữa đường ổng chửi. Nói chú không cảm đi, giờ chú mua đi con không lấy tiền con bù lại cho chú ngày hôm qua. À. Không. Tao không có mua mày nữa. Nhiều cái câu chuyện mà nó dở khóc dở cười. Cái chuyện buôn bán cà tím đó các bạn ạ. Ở đây có chị là chỗ em cũng, cũng bán cà tím à. Luôn này. Nhà mình là bán cà tím hết á. Chị bán đâu chị? Em bán ở trên nông trường á. Nông trường Nông trường như này nè. À chị bán từ mấy giờ mấy giờ chị? Cũng đi cùng về mấy đứa cháu 2 giờ tới 6 giờ thì 7 giờ. À hôm giờ là mọi người biết đến Thánh Sún rồi, biết Duyên biết Nga rồi nhưng mà chưa biết chị luôn á. Tại vì chị là dì của Nga với Duyên hả? Dì của bé Duyên với bé Quyên, còn dì chồng của bé Nga. À, chị bán được mấy năm rồi? Mới bán được đây mấy tháng thôi, tại xuống phụ và chị gái bán sầu riêng đó, rồi chị bệnh cái chị không bán nữa. Cái mình bán. Chị mới kêu thôi mày ra mày nướng cà đi, rồi lấy tiền nữa mà gửi về cho chồng mày chứ. Ăn uống trên quê, lúc nào tao khỏe thì bán lại phụ tao. Thế là mình cũng lên mình bán. Thế là ban đầu là xuống là phụ bán sầu riêng, bây giờ chuyển qua bán cà tím. Bán được mà ở đó ít lắm, mình bán buổi sáng có 25 kg à, buổi chiều cũng 20-30 kg. Mà đủ đi sinh hoạt ta hàng ngày không chị? Nói chung ra cũng đủ thì ngày mình bán như vậy thì mình ăn uống chi tiêu trong nhà rồi sữa cho cháu ngoại về vẫn đủ. À vậy cũng được. Cũng rất là hay các bạn ạ, tự nhiên cả nhà luôn, từ anh chị em cho tới bố mẹ đều bán cà tím. Có bán cái khác với bán sầu riêng đi rồi cũng không bán được thì vẫn quay lại bán cà tím. Có em nói thứ bảy chủ nhật này không biết cho anh Dũng chị Diễm xuống quay em không nữa, quay em bán buổi sáng á. À. xuống một lần thôi em cũng thấy vui. Cái cô chủ nhà đó cho em ngồi mấy năm rồi, cổ cũng thương em lắm. Chắc là mọi người. Ông đó là ông kỳ, ông gắt với em thôi. Chứ chỗ nhỏ xíu em cũng vẫn ngồi được mà, em đâu cần chỗ bự đâu. Đấy. Thế để hôm nào mà nếu như mà có dịp thì mình sẽ ghé qua chợ Tân Lập để xem chị Thánh Sún bán nha các bạn. Chị Thánh Sún rất là vui tính, mình qua bên đó mình xem chị bán như nào để mọi người biết đường tới ủng hộ. Mà chị bán buổi sáng. Dạ. Nga và Duyên bán buổi chiều. À, chị cũng bán buổi chiều luôn. Thì có mỗi chị Thánh Sún là bán với chị. Mình bán nguyên ngày. À chị là bán nguyên ngày. Lúc nào bé Duyên nó kêu Út ơi phụ con thì buổi chiều nghỉ với chiều lên phụ Duyên thôi. À đấy. Còn mà Duyên nó không kêu thì vẫn bán nguyên ngày. Riêng chị Thánh Sún là sáng bán cho mình, chiều phụ Nga, là mới gần đây thôi. Trước đây là vẫn bán cả ngày. À. Là bán nguyên ngày luôn, em về là giờ này nè. Là em đi rồi. Dạ. Thôi để hôm nào em qua em quay một clip. Thì về sớm cô bán ới thì về tới 7-8 giờ tối. Nhiều khi có chiếc xe phải đợi rước.
mới lên giọng rước cái Duyên về mới lên rước em. Cả nhà dùng chung chiếc xe. Mấy Nga, à, có chiếc xe à. Đó là hồi trước thôi đúng không? Dạ hồi trước còn giờ nó đỡ rồi. Giờ là mọi người giúp đỡ thì cũng đỡ. Thắng đâu. Xe không có thắng sao chạy? Ngày hôm qua em chạy cái em xe công nó chạy qua rồi thắng không được. Phải đắp lên trên cái bậc thềm luôn, đâm thẳng vô cỏ luôn. Trời nguy hiểm quá. Mà giờ mà cũng chưa ai đi làm nữa, nó làm thấy vậy bận quá không rảnh nên không làm. Thôi phải sửa cái thắng vào chứ xe mà không có thắng sao chạy. Hôm bữa em không biết là xe không có thắng luôn, em chở đâu 100 bữa đó là ngày chủ nhật. Em chở 150 rồi cái em chạy, em nói ủa sao kỳ vậy ta, xe này sao không có thắng. Em thắng cái thắng nó cà xuống dưới luôn. Em nói chết rồi, kiểu này đi qua ngoài dòng xây đâu hoành lại được. Phải đẩy luôn. Mà vừa đẩy mâm với này kia nó cũng nặng lắm. Đẩy xong nó tới chỗ thở không nổi luôn. Rồi, thế thì nãy giờ cũng tâm sự với chị Đánh Sún khá là nhiều rồi. Để hôm nào nếu như có dịp mình sẽ ghé qua chợ Tân Lập để cho các bạn xem thêm về cái cuộc sống buôn bán của chị Đánh Sún. Và hiện tại cũng có hai người quay rồi. Và sau khi hai bạn nó quay thì cũng khá là nhiều người tới ủng hộ. Và chị Đánh Sún được nhiều người biết hơn này. Đặc biệt là bán được nhiều cà tím hơn trước này. Đỡ phải ế hơn ha. Chị có lời nào chia sẻ cảm ơn tới mọi người không? Em cảm ơn mọi người. Mọi người thương em. Tới ủng hộ cà của em. Là em thấy em vui. Thôi cho em xin một câu dao cà tím đi. Dao nữa hả? Dao nữa, để chào mọi người luôn. Cà nướng ăn chay ăn mặn ăn nhậu luôn mấy chị ơi. Dễ thương quá, cảm ơn chị nha. Đấy, nãy giờ mình trò chuyện với mỗi người một xíu các bạn ạ. Nhân tiện ở đây thì cả nhà đang nướng cà tím rất là vui các bạn ơi. Đấy. Mình đang nghĩ mà thật ra nếu mà ai mà mua sỉ mà mình chỉ nướng ở nhà vậy mình giao đi là không khỏe ha. Em đây này, các bạn ăn nhìn này. Thôi. Các bạn đang nhìn này. Cả nhà nướng này vừa nói chuyện quây quần rất là vui, rồi chăm con cái cũng rất là dễ. Một cái đặc biệt là cả ba chị em ở đây. Không biết là chị gái bên này có con ở đây không? Có luôn, tức là bốn chị em đều đang phải nuôi con hết, mỗi người hai con. Thì nếu như mà có cái cách nào đó mà nướng ở nhà xong giao đi thì rất là vui các bạn ạ, khỏi phải ra ngoài đường ngồi nữa. Đây. Cả nhà nướng này nhìn rất là vui các bạn ơi. Ở đây bao này. Đây các bạn nhìn thấy này. Như này nhìn dễ cái tay nhất này, một bên teo này, một bên to này. Đó. Giờ thẳng là thấy là đó. Cái tay này bây giờ là bảo là châm cứu cũng không được đúng không? Cứu bữa em đi với bác sĩ kêu không phải là bác sĩ. Cái người đó là cũng là bác sĩ nhưng mà là chỉ dẫn cho những mấy người cấp cứu. Kêu là phần cơ em bị vậy là bị nhẹ, có thể hoạt động được, có thể chăm cứu được, nhưng mà cái phần gân của em là bị rút lại mấy từ ngón tay rồi. Gân em bị rút lại rồi. Phải đi kéo gân. Dạ, cái đó là bác sĩ kêu em đi qua bệnh viện lớn. Bây giờ hiện đại có máy móc hết rồi. Cũng có nhiều người ta hỏi em là chăm làm vậy nhiều tiền không? Em cũng không có hỏi về số tiền. Tại em chưa có làm giấy tờ, em chưa đi bệnh viện lớn, em chưa có hỏi số tiền. Rồi để sắp tới coi tình hình như thế nào, Hùng làm giấy tờ xong rồi mình có dịp thì mình hỏi tiếp. Này là nướng sắp xong chưa? Đủ 100 bịch chưa? Vậy là chiều nay nếu mà tính không nướng thì có bán sầu riêng không? Dạ có. Hôm qua bảo là mang lên, chắc là nhiều cô chú đợi lắm á. Bữa nay em lên giao cho cô 10 kg. Rồi còn một chú nào đặt nữa. Dạ. Thì mang thêm một ít nữa để có ai mà muốn mua thì mua ủng hộ thêm. Đem một tạ qua bển đi. Đấy. Bên này đây là sầu riêng đấy các bạn này. Đây là Phúc, chồng của Duyên đang thái hành. Đấy. Đấy các bạn thấy này. Bạn nào mà muốn mua sầu riêng thì có thể tới chỗ Duyên đang bán 210 đồng với Duy Trinh. Thì hôm qua Duyên bán rất là được các bạn ạ. Ngoài ra các bạn có thể lên quận 1, 26 đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành. Thì ngay trước cửa hàng đặc sản Plus, nhà hàng hải sản đó các bạn. Thì các bạn mua, chiều nay Hùng cũng mang lên. Nhưng mà cái clip này thì có thể là mình đăng tối nay. Thì không biết ngày mai Hùng có bán hay không. Tuy nhiên, cách chắc nhất là các bạn có thể gọi số điện thoại qua cho Duyên, cho Nga để hỏi xem là sầu riêng còn hay hết nhé các bạn. Tại vì cái số lượng nó có hạn. Sầu riêng ở đây là sầu riêng gọi là tự nhiên đó các bạn, không có nhúng thuốc. Đây này các bạn thấy này, nó toàn có rụng như thế này à. Đây này. Đó, nó cứ rụng là lấy đem xuống bán thôi. Và cái đặc điểm mình nhắc lại là sầu riêng này hạt rất là to. Tuy nhiên nhiều người nói là nó thơm, nó béo hơn là cái sầu riêng hạt các loại hạt khác nữa cơ. Nên là nếu như các bạn thích cái sự thơm, sự béo của loại sầu riêng này và đặc biệt không nhúng thuốc thì cứ ghé qua ủng hộ Nga và Hùng và Duyên nha các bạn.
Còn bây giờ thì chắc là mình cũng xin được phép kết thúc clip này đây. Như đầu clip mình có nói, hôm nay mình trao cái phần quà như vậy là đã kết thúc toàn bộ cái hành trình tặng quà của mình đối với Hùng, Nga và Duyên. Sau clip này, kể từ hôm nay, nếu như mà cô chú anh chị nào còn yêu quý Nga và Duyên thì muốn gửi quà thì cứ gọi điện thoại trực tiếp qua cái số của Nga và Duyên nha các bạn. Đây, cho các bạn xem cái cà tím đã chuẩn bị chiều nay xíu nữa. Đây này, cà tím này các bạn này, rất là nhiều. Cái này là cà tím của Duyên đúng không? Cảm ơn chị Đánh Sún nha. Bây giờ thì mình xin được phép kết thúc clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nha.